không cần có tiền nhưng vẫn có thể được chơi cá độ với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Điều tưởng đùa này lại đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày và khiến bao kẻ đam mê cá độ bóng đá phải lâm vào cảnh nợ nần. Cá độ bóng đá tín chấp là hình thức mới nên những đối tượng tổ chức cờ bạc qua mạng áp dụng nhằm dụ dỗ những con bạc tham gia. Nếu thua, con bạc không trả tiền ngay mà có thể trả sau một tuần. Thực ra khi áp dụng hình thức này, đối tượng mà các tổ chức cá độ nhắm tới chính là người thân của các con bạc. Mình cũng phải xem xét với cả biết, xem xét nhà cửa người ta với cả biết gia đình người ta. Để mình giao thì ví dụ họ có thua thì mình còn lấy được tiền. Theo Bộ Công an, hầu hết các đối tượng tham gia cá độ trước khi được chấp nhận cá cược qua mạng đã được các đối tượng tổ chức cờ bạc nắm rõ lý lịch. Không là gia đình giàu có, kinh doanh khá giả, thì nghề nghiệp của từng thành viên trong gia đình ổn định về kinh tế. Các đối tượng đều nắm rất kỹ và khi đó thì căn cứ vào đấy thì các đối tượng có thể giao trang bóng cho các con bạc với giá trị lớn hay nhỏ. Các đường dây cá độ bóng đá qua mạng sẽ hoạt động theo mô hình từ quản tài khoản cấp siêu tổng đại lý cho đến tài khoản cấp tổng đại lý, sau đó chia tài khoản cho các đại lý đến con bạc. Trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá sẽ có một bộ phận riêng chuyên thu nợ khi con bạc không trả nợ đúng kỳ hạn. Sẽ có một bộ phận gây sức ép thúc giục các con bạc trả tiền. Các vụ án cá độ bóng đá được phát hiện, hầu hết lượng tiền giao dịch đều rất lớn, từ vài trăm tỷ đến cả ngàn tỷ đồng. Số tiền lớn là bởi những đối tượng tổ chức đánh bạc chỉ chọn những con bạc mà gia đình có điều kiện kinh tế khá giả trở lên.